Sự tích con kênh kênh. Trong xóm kia, có hai người sống trong hai cảnh đời trái ngược. Một người giàu nứt đố đổ vách, của ăn của để tận ngoài ngõ, chê gạo cơm đỏ không ăn, trong nhà thịt rượu ê hề. Lại có một người tàn tật, ít khi được bát cơm nóng, dưa rau không đủ no. Lão nhà giàu thị tiền thị của, ra khỏi nhà là thuê người giỏng người khiêng. Chơi bời vô độ nên tóc còn đen, răng chưa rụng mà người lão đã gầy khô như cái xác chết. Anh chàng nhà nghèo mang tật từ bé, chân tay co rúm, lưng còng, cổ quẹo, đi một bước cũng khó khăn, quanh năm chỉ có hai mảnh quần áo rách. Một năm kia, tiết nắng kéo dài, rau cỏ cũng khó mọc, những đám rau già quanh làng đã hết. Anh chàng tàn tật cố bò ra cây sung giữa đồng, nhặt quả ăn thay cơm. Đường từ nhà ra đây chẳng xa xôi gì, người khỏe hút chưa tàn điếu thuốc đã đi đến nơi. Nhưng anh chàng tàn tật phải bò suốt từ sáng sớm tinh mơ cho đến nửa buổi chiều. Cố lê được đến gốc cây sung, anh đã mỏi mệt rã rời, chẳng làm sao nhặt được quả rụng cho vào mồm. Đến chiều, khi mặt trời sắp lặn, có một cơn gió thổi qua rất mạnh, cành sung oằn xuống, quả rụng chật đất. Anh tàn tật cố gượng dậy, lê đi nhặt lại thành đống, định để ăn dần. Đêm đó, anh ngủ bên gốc cây sung. Sáng ngày hôm sau, có một đàn chim từ hướng đông bay vút đến, đáp xuống ngọn cây sung. Đàn chim bay đi tìm quả sung chín, nhưng gió đã thổi rụng cả từ hôm qua, nên chúng ngơ ngác tìm kiếm khắp nơi, một chốc rồi đáp xuống đất. Trông thấy đám quả sung của anh tàn tật, đàn chim đứng nhìn không dám lại gần. Anh tàn tật nhặt sung vãi ra. Có đói vào đây mà ăn. Nghe anh nói, con chim có một cái khoang trắng trên cổ, ống ánh như bạc. Nó lại rõ như tiếng người vậy. Chim không có công nhặt, sao người cho nhiều quả? Cây trời sinh, tôi không trồng, không tưới. Công nhặt quả có đáng là bao? Có đói thì cứ ăn. Anh tàn tật lại bóc sung vải thêm ra. Lũ chim không sợ nữa, xúm lại ăn. Ăn xong, con chim có khoang cổ lại hỏi. Người tàn tật mà tốt bụng, quả ăn trừ cơm được mà không tiếc. Tôi đền lại cho người một điều ước để trả ơn. Đàn chim bay đi, anh chàng tàn tật ngồi một mình, ngẫm nghĩ về điều ước con chim đã cho. Lâu nay nghèo khổ, chưa biết được cái gì là sung sướng, nên cũng chẳng biết ước điều gì. Chợt thấy mấy người lính kiệu một viên quan đi qua. Trông viên quan rất oai vệ mà toán lính cũng bảnh bao. Anh chàng tàn tật định ước được là một trong hai hạng người này. Nhưng khi bọn họ đến quãng đường lầy thì toán lính bị thụt lại sau, không đi nhanh được. Viên quan thì câu có, quát tháo, cầm gậy phục toán lính. Thấy vậy, anh chàng tàn tật tự bảo. Làm lính thì bị quan đánh, mà làm quan thì mặt mũi câu có, đánh người thế kia, chẳng ai thương được. Anh bỏ ý định ước làm quan, làm lính. Một chốc, có mấy người thầy cúng đi qua, người nào cũng quẩy một sâu thịt, mấy chai rượu, tay chống gậy, đầu đội khăn rằn, khăn đỏ, buông xuống tận vai. Trông có vẻ an nhàn lắm. Anh chàng tàn tật muốn ước làm thầy cúng. Bỗng cái cổ quẹo của anh đau nhói lên. Cái cổ này, khi nhà còn tiền của, cha mẹ anh đã mời thầy cúng mãi mà không khỏi. Rốt cuộc dẫn tiền mất tật mang. Nhớ việc cũ, anh lại tự bảo. Thầy cúng là người dối trá. Người ốm mất tiền mà chẳng khỏi bệnh. Làm thầy cúng người ta cũng chửi cho. Một chốc, anh lại thấy một lão nhà giàu đi đòi nợ về. Anh chàng tàn tật toàn ước làm người nhà giàu để được ấm no sung sướng. Nhưng lão nhà giàu đi chưa khuất, đã thấy một toán người đến, tay dắt trâu, vai gánh thóc, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi hốc hác, khổ sở. Anh bèn hỏi. Sao có trâu dắt mà không vui? Có thóc gánh trên vai mà còn khóc? Người kia chỉ lão nhà giàu đang đi. Sắp tới mùa cày mà lão bắt mất trâu. Lúc giáp hạt mà lão đòi nợ. Lão ấy là chủ nợ, chúng tôi là con nợ. Cảnh khổ anh biết rõ, anh lắc đầu. Làm người giàu sẽ gây khổ cho người nghèo. Đắn đo một lúc, anh tàn tật nhìn lại mình, thấy cổ quẹo, lưng còng, anh liền ước. Thôi,
chim hãy cho tôi lành lặn, có đủ sức khỏe nhổ trốc gốc cây sung này. Lời ước vừa dứt, lưng anh đã thẳng ra, cổ hết quẹo, người to lớn lực lưỡng. Anh bước đến ké vai vào cây sung, hai tay ôm choàng nhổ thử. Cây sung bật cả gốc rễ. Anh cởi áo túm bớ quả sung còn lại, vác cả cây sung về trồng trước làng. Tên nhà giàu thấy anh tàn tật đã béo tốt phương phi, liền đến hỏi: Mày làm sao mà chống được khỏe vậy? Anh tàn tật kể chuyện sức khỏe cho nhà giàu nghe. Nó muốn vợ chồng con cái và mẹ nó được béo tốt như anh tàn tật, liền về dắt cả lũ đến nói với anh: Mày béo khỏe vậy là tốt lắm rồi, mớ quả sung còn lại cho tao xin. Người nhà tao ai cũng gầy guộc quá. Tao muốn tao, mẹ tao, vợ con tao đều có sức khỏe như mày. Anh tàn tật không định để mớ quả sung lại làm gì, nhưng anh chưa kịp cho thì lũ kia đã xúm lại cướp mỗi đứa một vốc, chạy miết ra đồng. Chúng nó ngồi thu lu bên chỗ cây sung anh đã nhổ tróc gốc chờ chim đến. Đàn chim đến thật, mẹ, vợ và con lão nhà giàu không hiểu đổi chác thế nào nên cứ trố mắt nhìn. Còn tên nhà giàu thì đưa quả sung ra nhử chim, mồm nói: Cây sung bị thằng tàn tật nhổ đi rồi, từ nay kiếm được một quả sung chẳng dễ gì. Đây, những quả sung này rất là ngon, ngon gấp 10 lần quả sung của thằng tàn tật kia. Chim có chịu đổi 100 điều ước, tao mới đổi. Đàn chim đã đói, nhưng mỗi lần chỉ cho được một điều ước, nên không đổi được cho tên nhà giàu. Khi mặt trời gần lặn, đàn chim chắp cánh sắp bay. Biết không thể nào đổi được hơn, tên nhà giàu mới chịu đổi. Được điều ước, nó cười hả hê, giục cả nhà đứng dậy rồi lớn tiếng: Cho cả nhà tôi trẻ lại, nè, khỏe nè, béo nè. Nhưng chưa nói hết câu thì những cái mồm của lũ nó nhô ra nhọn hoắt, tay biến thành cánh, móng chân biến thành vuốt, lông mọc khắp người, hôi thối khét lẹt. Cả nhà nó hóa thành một đàn kên kên. Lũ kên kên bay dạt vào rừng, giàu có ăn uống sung sướng quen miệng, nay đã hóa thành kên kên. Chúng vẫn giữ nguyên cốt như lúc còn làm người.